Ông Lâm Hồng Sơn, 68 tuổi, Việt Kiều Mỹ, người vừa được bồi thường 3 tỷ đồng, 118.031 đô la Mỹ do bị bắt giam oan hai lần, tiếp tục theo đuổi vụ kiện công an tỉnh An Giang, đòi số tiền 4 triệu đô la Mỹ. Theo báo VN Express hôm 7 tháng 7, vụ án đòi tài sản và bồi thường thiệt hại giữa ông Sơn và công an tỉnh An Giang đã trải qua quá trình tố tụng kéo dài 33 năm nhưng chưa ngã ngũ. Vụ này đã có nhiều phán quyết nhưng đến nay lại quay về điểm xuất phát. Trong đơn kiện, ông Sơn cho biết hồi tháng 4, 1988, ông hợp tác với Công an tỉnh An Giang lập xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc châu Đốc. Hơn một năm sau, cơ quan công an tiếp tục liên doanh với đối tác Thái Lan, lập công ty Ancresto kinh doanh dịch vụ. Ông Sơn được bổ nhiệm làm giám đốc doanh nghiệp này do có kinh nghiệm làm ăn trong lúc ông đang ở Thái Lan lo thực hiện hợp đồng bán sắt xây dựng cho đối tác với trị giá 3,3 triệu đô la Mỹ và mua hàng kim khí điện máy, gia dụng, xe hơi, xe gắn máy về làm đại lý độc quyền cho hãng Kawasaki, công an tỉnh An Giang đột ngột thay đổi nhân sự điều hành công ty Ancresto. Toàn bộ số hàng trên tàu từ Thái Lan về Việt Nam, gồm 122 chiếc xe gắn máy Kawasaki, 101 xe Honda, 8 xe hơi và nhiều thứ khác bị lãnh đạo công an tỉnh An Giang mang đi bán tháo, đem cho tặng. Khi ông Sơn về Việt Nam, không còn hàng để giao cho đối tác. Ông còn bị phó giám đốc công an tỉnh An Giang lúc đó tố cáo giả mạo danh nghĩa An Cresto để lừa đảo. Ông Sơn sau đó bị công an tỉnh Long An bắt ngày 10 tháng riêng, năm 1990. Sau khi được cơ quan này thả, những tài sản của ông góp vào việc sản xuất thức ăn gia súc và góp vốn kinh doanh ở An Cresto đã bị công an tỉnh An Giang chiếm giữ. Trong lúc ông Sơn làm đơn kiện đòi tài sản, công an tỉnh An Giang ra lệnh bắt, khởi tố ông với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và trốn thuế vào tháng 12 năm 1990. Một năm sau, ông mới được trả tự do. Trong 33 năm giải quyết vụ kiện. Công an tỉnh An Giang không đồng ý hoàn trả phần vốn mà ông Sơn đầu tư vào xí nghiệp. Bảo lưu quan điểm cho rằng công an chỉ góp mặt bằng, còn ông Sơn tự chịu trách nhiệm với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng xét xử các phiên tòa từng mở phiên hòa giải, nhưng các bên không tìm được tiếng nói chung và vẫn giữ nguyên quan điểm. Thậm chí, tòa án tỉnh An Giang nhiều lần thay đổi thẩm phán và đến nay chưa có quyết định mở lại phiên xử bản tin của vn express không cho biết những cựu lãnh đạo của công an tỉnh an giang phải chịu trách nhiệm gì trong vụ này